Xin kính chào quý vị và các bạn. Một số vùng biển trên cả nước có mưa dông trong ngày hôm nay. Nhìn trên ảnh mây vệ tinh lúc này có thể thấy là mây dông đang tập trung ở các vùng biển phía Nam và gây mưa bất chợt. Trong chiều nay mưa sẽ tiếp tục xuất hiện ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra đến ngoài khơi huyện đảo Trường Sa và cảnh báo lốc xoáy cũng như gió giật mạnh có thể kèm theo. Tàu thuyền đánh bắt cần lưu ý các biện pháp an toàn. Mưa cũng khiến tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 4 đến 10 km. Sóng gió thì không đáng ngại, gió không quá cấp 4 và sóng cao dưới 1,50 m. Ở phía Bắc, khắp từ Vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Ngãi và ra đến ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, chiều nay cũng có mưa dông vài nơi, nhưng mưa không đáng kể, trời vẫn có những khoảng nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3 đến cấp 5. Riêng ở phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, gió có lúc cấp 6. Còn ở trên đất liền miền Trung thì đáng chú ý vào trưa chiều nay là nắng nóng xuất hiện trên diện rộng, từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Quý vị nên hạn chế ở ngoài trời trong thời gian nắng mạnh nhất là từ 12 giờ đến 15 giờ. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.